Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game là Dị Giới Ba Quy của nhà phát hành Guizhou nha các bạn. Ok, hôm nay thì hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào cái tựa game này nha các bạn. Thì Dị Giới Ba Quy thì y như cái tên của nó thôi các bạn, là một cái tựa game lấy đề tài Tam Quốc với giao diện là giao diện màn hình ngang nha các bạn, vô cùng hấp dẫn. Do nhà hành Vision phát hành tại thị trường Việt Nam. Đây là một cái tựa game nhập vai hành động nha các bạn. Thì Dị Giới Ba Quy Mobile là một cái tựa game đấu tướng chiến thuật bối cảnh Tam Quốc lấy hấp dẫn dẫn do nhà hấp dẫn do nhà hành Vision phát hành tại thị trường Việt Nam. Thì bối cảnh Tam Quốc trong game còn được lồng ghép thêm nhiều yếu tố dị giới tạo nên những cái cuộc chiến thần ma vô cùng khốc liệt. Về mặt đồ họa thì Dị Giới Ba Quy Vision đó các bạn, thì tuy không sở hữu hình ảnh thuộc dạng khủng nhưng mà cũng đã đầu tư kỹ lưỡng về tạo hình nhân vật và hiệu ứng chiến đấu sao cho thật sắc nét. Tựa game ghi điểm ở chuyển động mượt mà của từng nhân vật cũng như là hoạt ảnh thi triển kỹ năng vô cùng hoành tráng. Bản đồ cũng được xây dựng đa dạng, ít dập lặp lại. Trong bản đồ lại có rất là nhiều khu vực để khám phá, tạo sự phấn khích. Dị Giới Ba Quy sẽ mang đến hơn gần 100 cái vị mạnh tướng nổi tiếng từ lịch sử Tam Quốc thuộc 4 phe là Ngụy, Hục, Ngô và Quân. Ngoài ra thì tướng còn chia thành nhiều cái vai trò cho phép tất cả các bạn người chơi họ sức tùy biến đội hình chiến đấu theo ý thích và chiến thuật của mình. Tính năng phát triển nhân vật cũng rất là đa dạng và chuyên sâu luôn nha các bạn. Thì tất cả bạn hữu có thể nâng cấp, nâng bậc các trang bị và cả thức tỉnh nhiều cấp độ để tăng lực chiến tướng. Tỷ lệ quay tướng hiếm cũng khá là cao khi hầu như mỗi lần nhân 10 đều có thể chiêu mộ ra những cái tướng tím hoặc kem đủ để có được những cái nhân tố gánh tem giai đoạn đầu. Cơ chế chiến đấu trong game thiên về nhập vai hành động theo thời gian thực, nơi tất cả các bạn người chơi cho phép được phép điều khiển nhân vật di chuyển tự do trong một khu vực quảng đồ cũng lớn và tiêu diệt tất cả kẻ địch lẫn boss để vượt ải. Bằng cách kết hợp đòn đánh tay và sử dụng kỹ năng của từng tướng, game thủ sẽ di chuyển những cái đòn phối hợp đẹp mắt cần biết mọi kẻ địch ngán đường. Thì tất cả là người chơi sẽ được phép điều khiển bất cứ nhân vật nào ở trong cái đội hình của mình ra trận và có thể tự do chuyển đổi sang cái nhân vật khác tùy thích. Hệ thống hoạt động ở trong game Dị Giới Ba Quy cũng cực kỳ là phong phú, bên cạnh là chủ nhiệm vụ theo cốt truyện. Người chơi có thể thử sức trong các phụ bản cài cấp kiếm thêm đồ. Song song đó thì tính năng PvP cũng được đẩy mạnh nhiều cái sân chơi cho tất cả bạn game hữu hao hồ tỷ thí như là diễn võ quyết, tranh bá vô song, long tranh hổ đấu vân vân. Đặc biệt các giải đấu sẽ dùng cơ chế cấm chọn thường thấy trong các tựa game MOBA, đòi hỏi tất cả các bạn người chơi phải tính toán thật là kỹ lưỡng để khắc chế đối thủ. Thì tóm lại thì Dị Giới Ba Quy Vision của nhà hành Vision hoàn toàn có đủ tiềm năng để tiến xa hơn cho trường Gaorai Việt Nam trong thời gian này. Đây là cái tên mà tất cả ai yêu thích thể loại đấu tướng chiến thuật không nên bỏ qua. Đó là review một chút sơ lược về cái tựa này. Thì các bạn hãy cùng xem sơ qua, các bạn cùng xem sơ qua chút xíu về gameplay nha các bạn.
quan dị gia chi tử. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì như vậy là mình đã review xong cho các bạn một chút xíu về cái tựa game này. Thì đó là cái trải nghiệm của riêng mình thôi nha các bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Còn giờ xin chào và hẹn lại tất cả bạn ở những video tiếp theo. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Ok, bye bye. Game này mới ra nó bị lag rồi các bạn.